Một du khách người nước ngoài khi đang chạy xe ở Đà Nẵng đã không đeo khẩu trang, khi được người dân nhắc nhở lại còn tỏ phản ứng bất lịch sự, khiến cho cộng đồng mạng phê phán. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc bởi vì dịch COVID-19 đang bùng phát rất là khó lường và việc đeo khẩu trang đi ra ngoài đường là điều bắt buộc. Khoảng 13 giờ ngày 13 tháng 4, người dân đi đường ở Đà Nẵng bất ngờ gặp một du khách nước ngoài điều khiển xe mô tô đi hướng từ cầu sông Hàn qua đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng nhưng không đeo khẩu trang như quy định phòng chống dịch COVID-19. Một người dân đã tiếp cận để nhắc nhở vì nghĩ rằng người nước ngoài không rõ quy định chống dịch COVID-19 ở Việt Nam. Tuy nhiên, du khách này đã phản ứng mất lịch sự, có lời lẽ xúc phạm và khiêu khích bằng những động tác phản cảm đối với người nhắc nhở. Nhận thấy chuyện không mang khẩu trang của du khách có thể gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, nên người dân đã bám theo nam du khách, ghi lại hình ảnh vi phạm cũng như nơi lưu trú của du khách này. Sau đó, người dân đã phản ánh lên Ủy ban Nhân dân phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, địa bàn có khách sạn mà nam du khách lưu trú kèm những hình ảnh liên quan. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử lý phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với ông DL, quốc tịch Ý, vì đã có hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Cụ thể, mức phạt đối với hành vi này là 200.000 đồng. Bên cạnh đó, Công an phường An Hải Bắc cũng đã nhắc nhở, cảnh cáo ông DL về hành vi phản ứng bất lịch sự, đồng thời yêu cầu phải tuân thủ các quy định liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khẩu trang hiện nay được xem là vật bất ly thân đối với mỗi người khi muốn đi ra ngoài đường hay tiếp xúc với người khác. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, quý vị đừng quên mang theo khẩu trang nhé! Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhiệt đới, những dấu hiệu lâm sàng tích cực của trường hợp nhiễm COVID-19 thứ 91 tiếp tục được duy trì cho đến sáng nay, ngày 16 tháng 4 năm 2020. Cụ thể, bệnh nhân có dấu hiệu nhận biết xung quanh, mặc dù đang còn duy trì thuốc an thần, đồng tử phản xạ sáng tốt, không sốt, mạch 77 lần trong một phút, huyết áp 110 trên 63mm thủy ngân, đã ngưng sử dụng thuốc vận mạch. Xét nghiệm đông máu tạm ổn, không còn tình trạng chảy máu mũi, kết quả xét nghiệm cho thấy dịch rửa phế quản đã âm tính, dịch mũi họng còn dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu hấp thụ kháng thể, tiêm phổi nhân tạo, kháng sinh và kháng nấm. Trong thời gian tới, các chuyên gia hồi sức sẽ hội chẩn và chuẩn bị cho bệnh nhân cai tiêm phổi nhân tạo. Tổng số trường hợp COVID-19 xác định tại thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 16 tháng 4 năm 2020 là 54 trường hợp, trong đó có 46 trường hợp đã xuất viện, 3 ca ban đầu, giai đoạn 1, 43 ca mới. Hiện tại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện được phân công chuyên tiếp nhận điều trị COVID-19. Trong đó có một trường hợp nhiễm COVID-19 thứ 91 nặng đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. 7 trường hợp còn lại đều ổn định, 6 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, 1 trường hợp tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ. Tổng số trường hợp hiện đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố là 69 trường hợp, cách ly ở quận, huyện đang được còn theo dõi 20 trường hợp, 160 trường hợp được cách ly theo dõi tại nhà.